là 2 chùm, thế mà một cảnh cấp 2 này thành 4 chùm luôn. Anh hơi bị tham đấy. Đây nữa này, đây 2 chùm, đây 2 chùm, cái này thậm chí đây là 4 chùm luôn. Một cái cành cấp 2 này, đây là một cành cấp 2. Anh cắt, anh để 2 mắt thì mỗi mắt nó lên 2 chùm. Thậm chí đây chùm này rẽ ra thành 2 nữa. Cái thành này một cành cấp 2 này em đếm 1 2 3 4 5 chùm. Em choáng anh thật sự luôn. Cho mình cho anh Chí hôm nay lên sóng ở bên Đông Kiều. Đây là đây coi vườn hai cái luống này là của anh, là nho Trung Quốc nữa. Anh mua giống không phải bên mình. Thì anh không, ừ, đây đây là của anh này, bộ sĩ chứ không phải là tại giống tàu, nhưng cái đây là nó lên kém. Còn bên này là nho Hàn đây, nhưng của anh bị ấy. Anh phun humic đọc ở đáy bình thì không sao. Ôi giời ơi, ủa đi ai đi, anh ai bảo anh đi phun humic lên trên quả nho này bây giờ tặng một bình á. Cái bình đấy là cái bình 300 lít, nhìn cũng đa mắt lắm anh ạ, nhưng mà đẹp đấy. Nhưng mà cái này là anh chăm là hơi cái nó cái lá nó vẫn không được mướt, nên là cái quả của nó sức nó yếu, cái quả của nó không được đẫy. Đạo khả năng mình cho ít quá sao? Ba nàng đều đủ. Ở đây bị nước nhiều anh ạ. Không, đây là do mình tưới chứ mình không có nước. Cái chắc chắn cái độ ẩm của anh ở đây là cái rễ nó ngại đất được này, sũng này. Tại mình tưới nhiều quá. Cái đất của anh thấp này, cái khe này anh phải cuốc sâu xuống. Mưa đầy bằng này. Dạ. Sáng mưa to. Cái này này. Em nhìn này, này, em nhìn đất sũng này em biết là cái rãng này ấy, là lúc nào nước nó cũng ướt như này thì cái rễ của bộ rễ của anh nó sẽ rất yếu, nó ra là tí đây thôi. Thế là đừng tưới nhiều vội. Cái này của anh phải khất sâu xuống. Đấy hôm trước em lên là cũng bảo rồi anh không làm. Chứ anh đào cái này sâu xuống hẳn 1 mét. Đầu kia khô. Cháy. Đây là mình tưới nhiều quá. Nó dốc cái này đi xong nó mới treo cái khu này lên nó mới khô này, thì không nó không ẩm ngược vào, nó bị sũng quá, sũng quá lỗ ngay khô lắm tại nó quá. Ừ. Nhìn ở dưới quả nhiều lắm anh, nhưng mà đây là anh để tham nhiều quá rồi. Một cây này anh để phải đến lúc đầu là tưởng chỉ mấy cây nó có quả, tưởng chỉ quá. Tưởng đâu mà tưởng, anh để này huynh nhiều khiếp khiếp này, cây thì không được to lắm mà cây. Anh để nó cái cành này ra 2 chùm, để luôn 2 chùm vật vã, cành này cũng 2 chùm để nguyên không cắt. Cây này cũng 2 chùm. Bây giờ cắt thì tiếc rồi, tầm này đầu mà không cắt thì mày cắt thì tiếc. Vâng. Nào một cây nhỏ mà nó lên cây này xem nào. Em xem cái cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 21. Ôi giời ơi, 450 chùm một cây. Vâng, em chào anh. Và cái về kiểm tra cái vườn của anh cái, nhưng mà nhiều cái anh ấy phun cái này không phải là anh dính bình mà anh cố tình anh phun humic. Không phải nó dính ở bình. Thế sao nhiều này? Thế đã bảo là không rửa mình hôm trước là dùng cái bình ấy để tưới humic vào cái này. À. Mình không nghĩ ra nó đọc ở bình. Ừ. Thế là cái humic thì ông quên mình ngoáy mình cứ đổ vào. Thế à, nó bám hết ở đây này, nhìn xấu lắm này. Không bị cái mẻ humic. Ừ. Nhìn là nó bị xám cái chùm, nó xấu mất mã của anh nhiều. Ừ. Thế nên là không bây giờ là bắt đầu kinh đời rồi. Kinh đời. Đây những chùm đẹp lắm luôn mọi người nhé. Này. Đây, nhưng mỗi cái là cái xám của cái bị cái humic này. Tầm này anh đừng phun ấy nữa. Cái thuốc bột anh đừng phun nữa nhá, không nó lại dính tiếp ấy. Dặn toàn dặn mọi người xong vẫn dính. Cái cây VKP đấy.
phun nữa là vẫn dính. Tưởng rất là đẹp, sai chi chít nhanh để nhiều nhiều quá luôn. Chùm này thì phải đến 40 phân, à, khoảng chùm này nên phải hơn cân đấy nhỉ, mà nó phải 200 quả, anh để quả cũng anh nửa bằng nửa chùm này thôi thì phải nhiều. Ôi trời ơi, sai quá nhiều, để sai quá. Ở tiếc cho anh là anh sơ ý một chút là cái anh bảo là cái bình anh phun humic đấy, anh ấy tưới humic thế là anh ấy không rửa bình, nó bám vào quả nhìn nó xám như bị bỏ trĩ luôn đấy. Những cái chùm này là ấy hết này, đó, đen hết luôn. Như này thì nó sẽ giảm giá trị của nho xuống rất là nhiều. Cái chùm dài thong loang to đây, anh cũng tuần thủ kỹ thuật anh ấy cắt hết đây, còn chỗ này chưa cắt ngọn. Khắp cả một cái vườn này, tít ra phía bên kia nó đều quả như thế này luôn. Trời ơi, để nước này, nước như này thì chắc chắn cái bạt này là mỏng như này là sẽ thủng chứ không thể lành được, và nó đọng nước ở dưới đây nhũn. Cái vườn này nó sẽ yếu, cây nó sẽ quả gốc nó sẽ không được. Trời ơi, quả cái cây này thì đây này năm cây mọi người, là cái vườn của anh là cây năm đầu tiên, gốc của nó chỉ lấy khoảng nửa cột tay mình, vụ đầu tiên luôn, nhưng anh đè này là quá nhiều, thật sự là quá nhiều luôn. Như cành hai chùm này anh để hết, chùm thì to nhiều quá, xi chít lại đây. Một đây là một cành cấp 2. Dạ, cây thì này là ổn rồi anh, nhưng mà anh để này thật sự là quá nhiều. Đây cành một cành cấp 2 này, nó nên hai nhánh, anh để luôn, anh cắt hẻ hai mắt thì để luôn hai nhánh. Anh ánh thì mỗi một nhánh này nó hai chùm thì anh để luôn cả hai chùm, thế mà một cành cấp 2 này thành 4 chùm luôn. Anh hơi bị tham đấy. Đây nữa này, cái này hai chùm, đây hai chùm, cái này thậm chí đây là 4 chùm luôn. Một cái cành cấp 2 này, đây là một cành cấp 2, anh cắt anh để hai mắt thì mỗi mắt nó nên hai chùm, thậm chí đây chùm này rẽ ra thành hai nữa, cái thành này một cành cấp 2 này em đếm 1, 2, 3, 4, 5 chùm em choáng anh thật sự. Đẻ này thì nuôi ra được, đây toàn một cành cấp 2 này, đây vị trí một cành cấp 2 ít nhất là hai chùm, còn cái cành cấp 2 này 3 chùm, cành này 5 chùm, thế thì bó tay cái này thì 60-70 chùm một cây này thì chết cây nó làm quá này. Nó nuôi không nổi đâu, không nổi, nó sẽ quả nó bé này là đúng rồi, quả của anh sẽ không to được như quả của anh Hợi gì ấy kia được, quả anh cắt đẹp bớt thì to đấy, anh cắt chùm ngắn vừa đẹp. Vâng, vâng, đấy cái chùm này thì anh để này, em tính cái chùm này đây, chùm này có khoảng khoảng cân. Bây giờ cân đã 1 cân rồi, nó chín lên. Cây này cân nó phải hơn cân rồi chứ không phải. Em chia đo chiều ngang này là cũng phải 30 phân, chiều dài 40 phân. Xong là xoay cho toe này. Cây này có 500 quả. Khiếp quá. Bác nhìn khiếp không? Vườn nho. Tác giả của vườn nho kia. Hai chùm này 3 cân. Chùm này hơn cân. Kiếp tác giả của vườn nho rồi. Anh ít hoa lắm. Rồi gọi hoa bảo anh có ít hoa rồi. Thì lúc đầu nó có hoa đấy đó. Nhìn kiếp thật như này vườn kêu ít. Này như cái bạn là gì chỗ đạo vườn em nên ông quay. Sao vườn của bạn đấy. Sáng năm anh chỉ ra thế này thôi. Em vào rồi ai cũng phải trải qua chỉ một lần. Xong bắt đầu sang năm đấy, nếu nó có hai chùm thì cả chỉ đấy này thôi.
Ai cũng phải trải qua một lần rồi, con người nọ bảo kia không có ai không, mà năm này không ai đâm không có hoa, khi không có hoa bố phải để hết vừa qua bố để hết cho dài, thế cuối cùng như thế này chết, không nọ đã nhưng mà vẫn chính tỏ này ngồi bao tháng một thì mẹ phải mạnh tay mới cắt được. Đúng rồi anh, không cả chuyện mà. Ví dụ như quả là nhỏ tôi không biết có 10 quả là như một. Ừ. Nhưng nếu để cả 10 quả thành loại 2 cả 10. Đúng rồi. Cắt đi 5 quả thì được 5 quả loại 1. 5 quả loại 1. Bán 40.000 cân. À. Nhưng để loại 2 bán 20.000 đéo thằng mua. Đấy. Đấy. Biết là như thế nhưng mà nhưng ông lại nhặt đi này. Này, tôi bảo ông thế thật, ông cứ vâng vâng ấy nhưng mà vâng vâng nhưng về mà thằng nhà nào chưa chắc ông dám cắt đâu. Đấy, đây này. Mẹ rồi. Thế là y rằng về đây nhà này. Cầm kéo cầm cúng có việc buổi về vườn, về vườn. Quay ra vào cắt được 3 chùm lại thôi. Đấy, nghe không dám không xuống xuống tay cắt đâu mà nhìn thế này ai, bây giờ càng đến bây giờ thì không ai dám cắt nữa mà cắt rồi giờ thì nó cũng không lớn được bao nhiêu nữa. Cái thời gian vàng của nó lớn là lúc hết hạn rồi. Lúc từ 1 tháng đấy, lúc bắt đầu nhúng quả từ lần 1 lần 2 đấy là cái thời gian đấy là thời gian nhúng là đẹp nhất. Của anh này là vườn này thứ nhất là hai cái ngay nhất là bé à, để nhiều quá thì cái đấy nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều bởi vì nó cũng sẽ đạt được cái vườn là cũng kiểu như của vườn Quang năm ngoái đạt được như thế cũng sẽ đạt được như thế nhưng cái nỗi của mình là bị cái này bị cái xám này là chắc chắn vườn anh năm nay là không bán được giá như là nho sữa bình thường nữa. Chỉ bán thế này chỉ khoảng 250 một cân thôi. Ừ. Tại vì nó xám hết tôi này. Rẻ đấy, ý tí, nó vâng. Xám thì nó ngọt. Thì vừa này tôi không sâu. Vâng. Thế nó xám này nó mất cái mã đẹp rồi. Thế này nó lớn lên, em sợ nó lớn lên xong là nó sẽ nứt. À nó chín, nó sẽ nứt ấy. Tại vì nó bị xám khoảng. À, bị hết cả vườn luôn. Đồ đại khách, nó bị bao nhiêu trăm cây rồi? Cái đấy của chú em không nhớ. Có thằng kia nó để cho năm luống xong bắt đầu định dòng chỉ thế thôi vợ đéo cho dòng nữa để đạt của chú được 160 cây. 160 cây thì một cái kia một ít có nho tàu nhưng 100... anh trồng nho tàu cây nó cũng to hơn người khác rồi. Vâng, cái 160 cây này một cái chú 160 cây chú vâng. Thêm cho mấy cây ấy 5 cây. Cái tốc độ quả này nếu mà bình thường nó phải sai như thậm chí hơn cả vườn Quang của năm ngoái thì vườn Quang năm ngoái có 110 cây mà được 2 tấn, của anh 160 cây này thì 3 tấn. Thì năm lúc nói đùa chứ năm lúc định bỏ để mẹ đúng chứ phải cảm ơn chú Yên chứ vợ lắm thì nó phải của anh nếu mà bán bình thường nó phải được cả 900 triệu. Nhưng bây giờ như thế này ấy, không ấy là phải bán được tầm 900. 900 đấy. Thì nếu mà nó không bị như này, bị như này thì anh chỉ bán cỡ khoảng em tính được khoảng 700. 700 là tốt rồi, ngân vò chú 600 nhé. 700, 650, 700 thì đó. Anh bán tầm đấy mất đi một phần 3 giá trị luôn cái vườn này. Cái đó. Đúng rồi. Đấy mỗi một bình thuốc. Nhìn xót như bóp vào giá hai sau phát hiện ra ngay nó bám nó kín nó không tẩy được nữa không tẩy được loại này thì không tẩy được vàng nó bám thì dẻo lắm chùm cũng là chùm cái này thì được cái là nó chùm đẹp chùm này nó còn chặt nó to thô lô hết này. Anh vào vườn nho này anh nhìn này. Anh cái này vui anh thợ điện ở đây vợ anh làm trưởng thôn thế đây là kỹ sư của em không ông này mà ông không tốt thì mình là khả năng mình cũng đéo có vườn này đấy là nhớ lắm nhớ cái này cậu cũng may đấy cái rủi có cái may rồi. Thì nhìn đấy bây giờ anh là bây giờ đấy em chỉ cần ăn tan cái nước này của anh này thế thì mai anh đào sâu xuống này nó chảy nó dốc hết đi tại vì cái này ấy, bạt này rất là mỏng không thể nào nó nành nguyên được nó kiểu gì của anh nó cũng thủng nhiều chỗ mà ngày, chỗ này quá, mới tưới suốt ngày. Chỗ này nước này ngay đây cách đây có 40 phân nó đầy dễ dưới mà dễ lên đây là nó sẽ thối dễ mới nó mưa đầy này nó cháy rồi ấy. Thì cái cây của anh nó sẽ không có khỏe nó sẽ không nó không được nó mỉ nó hơi khô thì nó sẽ cái cây của anh nó sẽ không được lâu dài tức là nó sẽ không có bền nó nhanh cỗi nó đừng đa vòng đời nó sẽ rất là ngắn bởi vì cái không gian ở trên đây nó ăn được rất là ít mà nó dễ nó chạm nước đây nhá nó thối à
anh đang bố ở những cái chỗ này này. Ngày mai mua mẹ đi để đi ngắm một vòng vườn nho của anh nữa. Nhìn đẹp, nên mình nhìn mình còn mê nhé. Người bình thường chưa nhìn thấy vườn nho bao giờ, nhìn thế này thì đã mắt luôn, tất cả nó đều như thế luôn. Cái cây này bị săn lá này. Tất cả luôn, dọc vườn này đều, trái đều như thế hết, xuống tít tận dưới kia. Ngồi đây xuống nhìn quả xanh ngát hết này.